Tại Hà Nội, công ty cổ phần kết nối thanh toán toàn cầu đã chính thức ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử GCAECO.vn, chuyên kinh doanh nông sản, thực phẩm và thủy sản sạch. Lễ ra mắt sàn thương mại điện tử GCAECO có sự chứng kiến của đại diện Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, lấy trọng tâm đưa các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ứng dụng qua sàn thương mại điện tử. Hiện nay, GCAECO.vn đã phát triển và hoàn toàn làm chủ công nghệ blockchain, truy xuất hành trình sản phẩm kết hợp với thanh toán nhanh bảo mật đi kèm với hợp đồng thông minh, tích hợp công nghệ IoT qua cổng kết nối API, giúp các bên tham gia đều cùng theo dõi, giám sát chuỗi theo cách minh bạch nhất. Cũng tại chương trình đã diễn ra hội thảo về kết nối kinh doanh với hai chủ đề: thương mại điện tử, lời giải xuất khẩu và giúp tăng giá trị nông sản Việt, và chủ đề khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn trong xu thế của cuộc cách mạng 4.0.